không, con vậy là con vậy. Con vậy là con vậy. Bé nhè rồi thầy. Bữa sau hả? Bữa sau phần 2 đi. Con sơ chụp đi. Con không mới ước mưa sẽ được sao? Điểm được con, điều luyện được con. Được không ạ? Thế để con mang sách vở sang thầy học hát thêm mấy câu nữa. Được, có trường dạy đàng hoàng là không ok. Dạ, có tổ chức. Thầy bảo là em có thể làm đào. À, dạ. Cây này mà các em đi con chơi đào võ. Đào võ là ổn. Đào mà vẫn được cứng á. Đó. Hợp với em. Tại vì cái dáng con cũng hay nữa. Dáng dáng em hay nhất là cái hôm mà mặc con bò ấy. Mặc đồ hip hop xong tập đến tập cải lương anh. Mặc đồ hip hop đi tập cải lương. Thầy kiểu này, dáng con bé này nó kỳ kỳ. Kỳ kỳ sao, nó cứng cứng sao. Hồi nãy chị tập bao lâu mà hát được vậy ạ? Chị có tập đâu. Không, chị ngẫu nhiên luôn. Ngẫu nhiên tự nhiên anh Di kêu. Thế là thành ra biết được câu nào là hát câu đấy là chứ không được chuẩn bị gì hết. Đã đẹp rồi còn hát hay. Chị rap được không? Chị rap được không? Chị rap luôn chị. Talk to me, we talk to free. Double trouble right now when you disagree. Vì nghe lại talk to me đi nhá. Rồi, mọi loại gần hết rồi thì chưa em, còn tương lai chắc chị còn canh thêm nhiều thể loại nữa. Hát chiều mới chị, hát chiều mới. Hip hop tuồng chèo nè. Rồi chèo, rồi quan họ người ta chờ nhá. Nhạc Khmer. Ca trù, Khmer. Thái Lan, Ấn Độ. Thể loại diễn viên giỏi là bản thân cái lúc. Không, nhưng mà con. Dạ, được đấy. Sau đợt này con tìm hiểu xong rồi con thấy thích cải lương dễ sợ luôn. Xem rồi, chưa có nghe lắm. Hay, hay là kịp còn có 2 thôi để mà hát một câu cải lương này dài kinh khủng. TikTok em thì cũng có hơn 2.000 follow rồi. Thôi, hỏng rồi ra. Em có nhắn tin nha. Khó. Khó thực sự. Tin sẽ cái đầu tiên, cái đầu của tin là đầu tiên. Giải cho. Có phải chấp yếu nếu còn giải cho chúng ta. Không, lúc trình trận cô chị em phải thành kỷ lắm. Nhiều khi không phải đọc cô bạn trước một lần. Hôm nói chuyện để tư vấn cho tiền chị Chi. Cái em không biết tìm ai không? Giúp anh nhắn anh cái nữa nha, em vừa đứng đây nha, để anh dẫn là sẽ được để anh thấy nhiều của mình. Chuyện của em ấy. Của em ấy. Việt Nam của mình, hồi nãy thầy quên nói Việt Nam của mình. Anh nói thầy phát biểu hay quá. Nhờ thầy phát biểu câu nào ra là chắc câu đấy luôn ý. Cũng phải từ chốt 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 đúng không? Xuất sắc được không? Thầy thật sự hồi đó thầy nói nhiều lắm. Đồng chuyện với câu nào chắc câu đấy. Đồng chuyện là viết tay thì liền. Hay, thương thầy. Làm nghề mà sẵn sàng với tụi con. Thầy cũng nhiệt tình ấy. Nhiệt tình dã man.